Vâng, chỉ có vài chục triệu đồng thôi thì liệu có cần thiết là phải đẹp như thế này không các bác? Với những cái mẫu xe vài chục triệu đồng thì anh em chỉ cần làm sao là máy lổ, còi kêu, bốn bánh quay đều, chứ không cần quá, không cần phải đẹp quá xuất sắc như con xe này. Không cần phải đẹp quá xuất sắc như con này bà con ạ. Đấy, nói thì không phải điêu đâu nhưng con này nó quá là đẹp luôn. Một chiếc Kia Spectra sản xuất năm 2004, một chiếc xe với khối động cơ 1.6, một chiếc xe cực kỳ đẹp. Con này thì keo chỉ gần như là zin đến 95% luôn. Từ năm 2004, một chiếc xe chỉ có hơn 70 triệu thôi mà keo chỉ zin đến 95% thì anh em phải biết là con xe nó đẹp như thế nào. Đấy, chiếc xe đang đeo tên tư nhân biển Hải Phòng 15A153573, Kia Spectra 2004, một chiếc xe mua về chạy gia đình, chạy tập lái, chạy tránh mưa tránh nắng, đi công trường công trình, tránh mưa tránh rét. Thì nói thật với các bạn là để mà nói thì với cái tầm tiền hơn 70 thì em nghĩ con này nó quá là hợp lý và quá là ok cho anh em rồi. Như anh em nhìn thấy đây, con này thì tất cả hệ thống thân vỏ lên bên ngoài chiếc xe thì nó quá là đẹp và quá là chất lượng. Nếu như bà con của bác chị em mình có thể mua chiếc xe này với cái tầm giá mà nó chỉ có loanh quanh hơn 70 triệu. Chính xác con này thì bên em đang bán là 79 triệu đồng mà nó quá là đẹp luôn. Anh em có thể xem hết video để thấy nó đẹp như thế nào. Đầu tiên thì anh em sẽ nhìn vào hệ thống la răng của nó là la răng đúc này, cộng với lại tất cả là lốp dép của nó rất là đẹp. Đăng kiểm thì mới tinh luôn, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2024 bà con nhé, đăng kiểm tháng 11 năm 2024. Đấy, bà con thấy được đây, hệ thống đèn của nó đây, đèn đóm của nó thì qua thời gian sử dụng thì hai cái đèn nó ố đều như nhau luôn. Đấy, sơn xi thì màu ghi, sơn xi thì cái màu này là màu gọi là màu vàng ấy, vàng đồng ấy. Con này thì nó màu này anh em là hợp với cái mệnh thổ, anh em là mệnh thổ hợp với cái màu này luôn ấy. Lốp dép của nó thì cực kỳ đẹp cho anh em nhé, la răng đúc bốn bánh này, lốp dép đẹp này, chất lượng cho anh em này. Đấy, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2024 này. Rất là đẹp cho anh em này. Với cái tầm giá hơn 70 triệu thôi, hơn 70 triệu một chút thôi, 79 triệu thôi. Có bớt lọc lá cho anh em vài triệu đi lại hoặc là anh em nào ở xa thì mình sẽ ship xe tận nơi tận nhà cho anh em luôn. Ship xe tận nơi tận nhà cho anh em luôn với cái tầm giá như thế này bà con nhé. 79 triệu tất cả các tỉnh từ Mộc Châu, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình em vẫn có thể là ship tận nơi cho anh em được bà con nhé. Hệ thống đèn của nó thì rất là đẹp cho anh em này. Đèn của nó thì rất là đẹp này, tất cả những cái phần máng nước này của nó còn rất là đẹp cho anh em nhé. Xe thì chạy cực kỳ chất luôn, đóng 70-80 cây, 80-90 cây là không có độ rung nắc gì cả. Dòng này thì chạy hơn hẳn so với cái dòng xe Spark. Spark thì nó chỉ có 1.0 thôi, rất yếu luôn, nhưng với con xe này thì chạy nó cực kỳ khỏe và chạy đủ tải 5 người thì cũng rất là ok. Mức tiêu hao nhiên liệu con này thì nó rơi tầm 7 lít, máy 1.6 nhá, 7 lít thôi. 7 lít thôi là anh em đã có thể là sở hữu được chiếc xe này rồi. 7 lít trên 100 km thôi bà con nhé. Form dáng cực kỳ kìa. Rất xịn sò luôn ạ. Nội thất chiếc xe đây, cái phần mà đẹp nhất ở con xe này thì anh em ạ, nó từ là phần đây anh em thấy đây. Keo chỉ của nó zin này bà con ơi, một chiếc Spectra mà keo chỉ của nó còn zin như thế này. Tất cả này từ táp ly của nó vẫn là nỉ nguyên bản này, tất cả những cái phần ở cái bảng tổng điều khiển sơn gỗ này, hay những cái phần táp ly của nó, phần nhựa trên này chưa có độ bào mòn gì. Và đặc biệt là hệ thống ghế của nó là ghế lỉ nguyên bản nhá, còn cực kỳ đẹp luôn. Trần sàn lỉ nguyên bản này, tem dập trên khung nhà máy sản xuất còn nguyên này. Và đặc biệt là cái trần của nó 2004 mà mới như 2014 luôn. 2014 nắm con cái trần của nó không được đẹp như này đâu, nhưng con này nó quá là sạch sẽ luôn anh em. Nhìn thấy cái trần của nó đã thấy cái sự cẩn thận của chiếc xe này rồi. Tất cả là đẹp rất này, ok luôn cho anh em chưa? Rất đẹp luôn, còi to cho vượt nhá, có hệ thống gương điện luôn này, có hệ thống gương điện luôn bà con nhá. Bà con thấy được này, một chiếc xe mà nó quá là đẹp như thế này, với cái tầm giá chỉ có loanh quanh đâu đó hơn 70 triệu thôi, thì chắc chắn rằng đây sẽ là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và rất chất lượng cho quý khách hàng cũng như quý bà con của bác chị em nhà mình ạ. Chân của nó này, chân của nó thì anh em thấy đây, nó quá là ổn định này, rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn nhé. Ghế nỉ của nó là nguyên bản từ đầu này, tất cả những cái đường mé trong này của nó này, Spectra nó không có mục mọt gì như thế này anh em thấy đây. Đó, nhiều con thì nó sẽ mục mọt và nó có thể nó ấy, nhưng mà với con xe này thì anh em thấy đây, nó quá là hợp lý và quá đẹp cho anh em nhé. Sàn nỉ nguyên bản, trần nỉ nguyên bản, ghế nỉ nguyên bản, còn quá là đẹp. Và tất cả cái hệ thống sơn lòng trong này của nó còn rất là zin cho anh em nhé. Với cái tầm giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 70 triệu thôi, thì quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe Kia Spectra 2004 với cái hệ thống chỉ giả của nó và nguyên bản hết này. Tất cả những cái phần đường máng nước của nó rất là đẹp cho anh em này. Đường máng nước của nó rất là đẹp cho anh em này. Đó, quý khách hàng và quý bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thành Ô Tô Hải Phòng. Đấy, bạn thấy tôn vỏ của nó này, rất là đẹp luôn. Đấy, từ những cái phần đấy.
kích thước và lốp dự phòng chiếc xe thì anh em thấy đây, nó còn đẹp và khoang cốp của nó chưa có bị dán một cái gì và còn rất là đẹp như thế này. Thực ra một cái tầm tiền 7-9 triệu thì thực sự là nó không cần thiết là phải đẹp như thế này đâu ạ. Chỉ cần máy nổ còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát thôi. Nhưng con này thì nó đẹp như thế này thì chúng ta lại cứ thế là sử dụng thôi. Gầm bệ của nó đây, anh em thấy không có tí mục mọt nào luôn. Đấy, spark con này thì gọi bằng cụ luôn. Đấy, bà con nhé, rất là đẹp luôn. Anh em tội gì phải mua dòng rồi ở xe đấy làm cái gì. Đấy, máy to này, 1.6 này, đi cực kỳ khỏe này. Đấy, tất cả hệ thống của nó rất là zin. Đấy, thực ra những cái dòng xe này thì trước đây thì em làm nhiều, nhưng bây giờ thì mình lại biết làm vì nó giờ nó nát quá nên là không làm được. Nhưng mà kiếm được những con xe đẹp như này thì bọn em vẫn mua về và bán cho các cụ thôi. Đấy, các bạn nhé, với cái tầm giá chỉ có hơn 70 triệu thì em nghĩ là con xe này nó không thể nào mà vứt đi đâu được tí nào luôn. Không thể nào vứt đi đâu được tí nào với cái tầm giá như vậy bà con nhé. Với cái tầm giá như vậy thì nó không thể vứt đi đâu được một tí nào luôn. Đấy, tất cả hệ thống nội thất của nó này còn rất là đẹp cho anh em này, rất là đẹp cho anh em và quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác chị em nhà mình. Bà con, cô bác chị em nào mình quan tâm về chiếc xe này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào, trải nghiệm và có thể làm trải nghiệm về xe. Đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2024 bà con nhé. Tháng 11 năm 2024. Đấy, bà con đã sở hữu được một chiếc xe nó cực kỳ ổn định, rất chất lượng của quý hàng của quý bà con, cô bác chị em nhà mình. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần trong xe và kiểm tra xem nội thất hay tất cả những cái chức năng máy móc của chiếc xe nó như thế nào. Vâng, con này thì nói thật với các bạn là để một chiếc xe mà nó cứ lổ đều, máy nổ quay kêu, bốn bánh quay đều đây, anh em nhìn thấy đây. Tuấn Anh đề lổ các bạn xem này. Đấy, lổ ngay, máy của nó quá chất như thế thì anh em chả tội gì mà không mua chiếc xe này cả. Đấy à, có cả đầu đài màn hình luôn mà con nhé, có cả đầu đài màn hình luôn này à, đầu đài màn hình luôn này à, đầu đài màn hình con này âm thanh nghe rất hay. Và củ số của nó này, đây là hệ thống phanh tay của nó còn đẹp như này, củ số của nó còn đẹp như thế này thì anh em không mua này thì mua cái nào. À, tất cả này, vô lăng của nó rất là đẹp luôn nhé. Cái hệ thống vô lăng của nó cực kỳ ổn định cho anh em này. Và đặc biệt anh em nhìn thấy cái trần của nó, em kết nhất quả trần này luôn. Kết nhất cái quả trần này nó con 2020, bây giờ chưa chắc nó có quả trần đẹp như thế này. Mà con này từ năm 2004 mà nó giữ được cái trần mỏng và đẹp như thế này. À, đôi khi nó không phải là cái trần mà đôi khi từ những cái mép cửa này, những cái ốp này, ốp cột này, à, ốp cột của nó này, anh em thấy đây, nó còn đẹp như thế này. Thì chắc chắn rằng sẽ là một chiếc xe đẹp chứ không phải là xe xấu được nhé bà con nhé. Không phải là xe đẹp mà xe xấu được bà con này. Đấy, tất cả hệ thống kính điện của nó lên xuống một cách rất trơn tru này. Đấy, anh em nào mua thì em có thể ship xe tận nhà, không cần suy nghĩ gì, viết giấy mua bán luôn cho anh em luôn, viết giấy mua bán luôn cho anh em luôn nhé. Đấy, viết giấy mua bán cho anh em luôn này bà con đấy. Tất cả nó rất là đẹp luôn. Em bảo rồi, nếu mà Tuấn Anh mà chân thành mà giới thiệu cho anh em con xe này thì nó thật với các bác là để mà kiếm một con xe mà ở cái tầm tiền rét quá, tầm tiền mà nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 70 triệu một tí thì nếu thật với các bác nhé, như con xe này thì không có con nào ăn được con này luôn ạ. Không có con nào ăn được con này. Loay xẻ đấy, gạt mưa phun nước của nó đầy đủ hết theo xe luôn. Máy của nó đây thì anh em có xem phần phong máy nhá. Phong máy của nó thì miễn bàn về chất rồi. Máy con này thì lổ cái ăn ngay, còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát nhé. Đây, con này thì máy của nó cực êm luôn này, Kia Spectra, máy Kia Mini Tech 16V. Con này thì tất cả tốc đầu răng của nó này, anh em thấy đây. À, tất cả đầu răng sơn nhựa của nó rất là đẹp luôn cho anh em. Để mà kiếm một chiếc Spectra như thế này thì đâu phải đơn giản đâu ạ. À, nó cũng là một cái trong những cái hàng gọi là hàng cọp rồi. Đấy không? Hàng cọp so với dòng Spectra rồi, lỉnh nước của nó là nguyên bản hết này. Lỉnh nước của nó là nguyên bản hết bà con này. À, rất xịn sò luôn. Máy thì cực kỳ chất cho anh em nhé. Rất đẹp cho anh em này. Lên sóng cho anh em luôn bà con ạ. Bà con có bác sĩ em nào quan tâm về chiếc xe này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho anh tuổi phòng đi. Số hotline của em là 0816662386. Ngoài chiếc xe này ra thì em còn rất nhiều mẫu xe khác chứ không phải là xe này đâu ạ. Có rất nhiều dòng như là Kia hay là Toyota hay Fortuner, tóm lại thì rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì với chiếc xe đẹp như thế này, Tuấn Anh sẽ lên sóng rồi. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, quý bác chị em nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Xin chào mọi người, quý khách hàng và quý bà con, quý bác chị em ở những video tiếp theo ạ, với giá 79 triệu đồng một siêu phẩm cho anh em nhé. Anh em mua về tránh mưa tránh rét thì khá là hợp lý luôn. Bà con, quý bác chị em nào cần thì em ship xe tận nhà luôn cho anh em nhé. Chỉ 15 phút là có mặt tại nhà thôi. Ok, cảm ơn tất cả quý khách hàng và quý bà con ạ.